Kết thúc chương trình là bài Mừng Đảng Mừng Xuân do Nguyễn Trung Nhẫn soạn lời theo điệu Tứ Quý, nghệ sĩ Thanh Tuyết cùng top nữ trình bày. Vừa nghe một số tiết mục hát chèo tiếng hát mừng xuân. Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Chương trình này do biên tập viên Mai Văn Lạng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Ái, chào tạm biệt. Ái, chào tạm biệt. Ái, chào...